trả cờ lại cho ta. Ngươi là ai, sao lại xuất hiện trong nhà của ta? Ta nói ngươi trả cờ lại cho ta. Trả cờ lại cho ta. Mày đây ta tiếp chiêu nè. Ta lượm được cầu rồi. Mày qua đây. Ngươi qua đây đi. À, qua đây. Qua đây đi. Qua đây. Ta mới đi cầu cho ngươi. Mời bà. Nghe gia nhân thưa lại, bà muốn trực tiếp gặp vợ chồng tôi có chuyện đại sự phải không? Tôi họ Hồ, tên Tú. Có chuyện liên quan đến công tử Dương phủ, nên xin mạo muội gặp lão gia và phu nhân. Xin thứ lỗi trước khi mở lời. Liên quan đến con ta, bà biết con trai ta như thế nào mà liên quan chứ? Phu nhân, cứ để bà ta nói tiếp. Thưa hai vị, tôi tuy là thảo dân ở xa thị tứ, nhưng cũng biết Dương công tử không may bị mắc bệnh. Tuy không phải là bẩm sinh, nhưng cũng khó lòng thâu nạp thay thiếp. Tôi có một đứa con gái cũng xinh xắn, lẹ làng và biết thương người, nên cũng muốn đem con gái đến đây để dâng vào Dương phủ và mong được làm con dâu. Nếu như vậy thì không còn gì bằng. Bà biết con trai ta bị bệnh mà cũng đồng ý gả con gái hả? Thưa, từ lâu mẹ con tôi rất hết lòng kính trọng Dương phủ. Tuy biết rằng công tử không may bị bệnh, nhưng cũng muốn gần gũi chăm sóc. May ra có thể dần dần bất bệnh thì sao? Nhà ta không thiếu người hầu, nhưng nếu bà muốn cho con gái của bà có một chân vô đây á thì... Thưa đại nhân, tôi chỉ muốn gả con gái. Nếu người chê thì tôi xin dẫn con tôi về. Khoan đã. Bà ơi, bà có đồng ý cho con gái bà danh phận làm thiếp hay không vậy? Được như vậy thì đội ơn phu nhân. Bà có đòi xính lễ gì không? Dạ thưa không, vì tôi có việc phải đi xa, không tiện dẫn con gái theo. Cho nên xong việc tôi phải đi ngay. Lão gia, gả con gái mà không đòi xính lễ, có khi nào? Vậy thưa bà, vậy ái nữ bà tên gì? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, con gái tên là Thu Mai. Nó đang chơi ở ngoài. Tại sao bị người? Bị người phải bắt được ta. Không ấy, chạy khỏi đây ta. Lên sẽ chết chứ ta. Thôi được rồi, bây giờ đổi lại nha. Ngươi phải bắt ta. Vậy ta sẽ cầm cầu, ngươi sẽ đuổi theo ta. Được rồi, ngươi chạy đi, ta bắt ngươi. Đây. Phải chạy nhanh nha, nếu không ta bắt được ngươi đó. 1, 2, 3. Đi liền đó. Đừng té. Đợi, đợi ta dây. Ta sẽ bắt được ngươi nè. Coi kìa, Dương công tử với con gái ta thật là tâm đầu ý hợp. Như vậy thì ta có thể an tâm rời khỏi đây rồi. Tự nhiên ta thấy hai đứa trẻ chơi đùa với nhau, ta cũng thấy vui lây. Bà cứ yên tâm ra về. Dạ, ta như là người nằm mơ vậy đó. Bà cứ yên tâm để cho Thu Mai lại đây, ta coi tình ý của hai đứa nó như thế nào. Bà cứ đi lo công chuyện đi, sau đó rồi quay lại. Nếu mà có ý muốn đón Thu Mai ta cũng không dám cản nữa. Xin đa tạ phu nhân, Thu Mai thiệt là có phước. Vì vậy thì ta thể yên tâm rời khỏi nơi này. Đúng rồi, chúng ta sẽ mở tiệc khoản đãi để cho Thu Mai được gọi tiếng cha, tiếng mẹ. Như vậy thì còn gì bằng. Xin đợi ơn lão gia và phu nhân. Tôi xin cáo từ.